Chẳng chấp trước pháp không nội, chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng chấp trước chơn như, chẳng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng chấp trước bốn niệm trụ, chẳng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng chấp trước thánh đế khổ, chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chẳng chấp trước bốn tịnh lự, chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng chấp trước tám giải thoát, chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng chấp trước năm loại mắt, chẳng chấp trước sáu phép thần thông, chẳng chấp trước 10 lực Phật, chẳng chấp trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng chấp trước đại từ, chẳng chấp trước đại bi, đại hỷ, đại xả. Hết quyển thứ 377.